Rồi, báo đỡ cho Tuấn. Đỡ cho Tuấn, chân này nặng lắm, hai mấy cân. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì bên mình có đi giao cho khách hàng siêu phẩm FG650 đấy, cho một nhà lan đột biến. FG650 Luxury. Anh ơi, anh Huy, cái xe trắng rồi này. Đang bấm qua. Đó, chúng tôi đang có mặt tại Yên Bái các bạn. Mong một siêu phẩm nhá. Đây là một siêu phẩm. Đấy, nhẹ nhàng thôi nhá, không quyền vào cây của anh nhá. Hết sức nhẹ nhàng nhá. Đấy. Đừng có ấy, đừng có góc kiểu đấy, thảm bảo. Đấy, giữ cái chân nhá, Tuấn giữ cái chân, báo nó bỏ ra sốt một cái là. Rồi, báo đỡ cho Tuấn, đỡ cho Tuấn, chân này nặng lắm, hai mấy cân. Đó, siêu phẩm đã ra mắt. Đây là điều 4 nút này thì nó là điều chỉnh các tư thế ghế cho mình. Dạ vâng. Đấy, bảo dưỡng theo định kỳ vào tháng thứ 6, tháng 12 của năm này. Đấy, trong thời gian bảo hành là mọi công tác sửa chữa nhé, bảo dưỡng thì hiện tại chỉ một bên A, tức là nhà mình đấy, hoàn toàn miễn phí. Đấy, nếu lỗi thuộc về nhà sản xuất, trong trường hợp lỗi của khách hàng, thì nhà sẽ hỗ trợ cho anh chi phí nhân công. Phải thêm linh kiện thì mình có thêm linh kiện thôi. Đó, khi cần bảo dưỡng anh liên hệ số hotline đây. Trong một năm đầu tiên tính từ thời gian mua ghế, hiện nay chưa có cái nào xịn hơn như này cả. Nhưng nếu anh muốn nâng cấp lên, ví dụ một năm sau mà có ghế nào cao cấp hơn mình nâng cấp lên, sẽ không mất tiền hao mòn sản phẩm mà chỉ có tiền chênh lệch thôi. Đó, thì hợp đồng với em là 1.000 cái đều như một, bởi vì theo form rồi. Em phải đọc lại cho anh những cái điều khoản để anh nắm rõ. Mình chỉ cần nói nghe là chỉ cần vấn đề gì gọi cái đấy ngay. Đấy là đến thôi. 194 tờ nhân với 5 là 97 triệu. Vâng. Xem thả lại lần nữa. Đây. Quay dành cho anh Huy. Không, Huy phải lấy một Huy quay, phải quay mặt phần kia. Đây, có cả đấy nè. Bạn bốc chia ra 3 phần, bạn bốc bạn lấy hết được. Nó kẹt kìa. Nó chặt hết nhở. Đây là nó có kéo nó. Mấy tờ vào trong rồi. Em đưa trong vào nữa. Đây đây nhá. Đây nhá. Tao nó xuống. Không to là gì? Bây giờ người ta sẽ ấn thêm. Dạ. Hay. Tắt điện đi xong rồi. Kẹt nó không xuống mà chỉ có quay lên thôi. Em nhìn xem.
đây đây đây. Là thế rồi. Còn một tờ còn nữa. Một tờ nữa. Còn tờ nữa. Em mời đây rồi. Không, còn một tờ nữa. Quay tiếp. Quay tiếp. Quay tiếp. Quay tiếp.